Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương. Hôm nay buổi chiều thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2019, anh Nguyễn rất mừng được test một bộ sự kiện nho nhỏ cho em Nguyễn Văn Lâm ở Bình Định với trị giá là hơn 30 triệu đồng, bao gồm các thiết bị như là lọc Apex, rồi là cục nảy Martin 18.000 và Mixua X2 chuyên sự kiện, lọc Apex này, rồi là cục nảy Martin 18.000. Và đặc biệt trong bộ sự kiện này không thể thiếu được đôi loa JBL 725 sử dụng là 2340 từ 220-100 và một chiếc kèn, một dòng gọi là châu bò chuyên để phục vụ âm thanh sức mạnh, âm thanh ngoài trời và đông đảo quần chúng nghe nhạc, một dòng có thể mạnh mẽ. Đây là một dòng nhập khẩu Chila sơn thật cát và trên đầu này có ke rất là đẹp. Bây giờ bốc hộp đây có thể quan sát hai đôi như một và nguyên thùng nguyên hộp. Ca sĩ mà xây cho đoàn đang test cái bộ này. Con này có thể là các bác cần bộ như này thôi, có thể đi làm ngay được. Tức là có thể ghép được một đôi 725 và một đôi súp đơn hoặc súp kép là tùy. Thì cô này mắc tin 18.000 này xịn, bác sờ nó sẽ có cái thì gọn đây này. Hiện bây giờ là có một cô này có tin nhái nhiều người nhá, nhái không phải các bác hết sức lưu ý. Cô này là cô này gốc của công ty và cô này bọn em đã mất 3 năm liền để nghiên cứu và cùng góp ý với nhà xuất mắc tin 18.000 mắc tin audio rất phù hợp cho anh em nói sự kiện. Mỗi kênh là công suất là 1.300W, tức là chơi được một quả 725 và một quả súp kép. Bộ cơ hội rất là đẹp và một chiếc lọc Apex xuất đầu được đẳng cấp, các nút tình trạng này bằng hạt gượng Mix X3 chuyên cho sự kiện, chiếc mic dày trung ngọt và chiếc sáng có khả năng chống nổ rút rít. Và anh nghĩ ghép một chiếc vang BD JBL có một đèn là DSB 250. Xin cảm ơn bác Nguyễn Văn Lâm.